Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đam mê Movie Home và Phở của mình. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hai cái dòng xe nhỏ dành cho cặp đôi mới cưới hoặc là các bạn trẻ yêu nhau. Các bạn có những công việc tự do mà có thể làm việc ngay trên xe và các bạn cũng có thể đi khắp mọi nơi. Nào, không vòng vo nữa, chúng ta hãy vào xem những chiếc xe của những cặp đôi bạn trẻ này, xem xe của các bạn như thế nào nhé. Wow, một chiếc mobile home tuy nhỏ thôi nhưng mà bên trong rất là đẹp và tiện nghi các bạn ạ, dành cho những cặp đôi mới cưới này, những cặp đôi yêu nhau có thể dùng những chiếc xe như này, có thể vừa đi chơi này, đi khắp mọi nơi du lịch này. Những cái dòng xe như thế này cũng có thể giúp các bạn vừa sống, sinh hoạt và có thể làm việc ngay ở trên xe. Đó, các bạn thấy không? Tiện nghi rất là đầy đủ như một ngôi nhà nhé. Đặc biệt dành cho những bạn nào mà thích đam mê phượt này, đam mê dã ngoại, đam mê đi ra ngoài này, thì chúng ta nên nên độ một chiếc xe như thế này. Wow. Đôi khi chúng ta ở nhà nhiều là cũng chán, mà sắm cho chúng ta một cái xe này đôi khi vừa để đổi gió này, vừa để cho vợ chồng hoặc là những cái đôi bạn trẻ yêu nhau có thể là cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi hoặc là cùng nhau đó, các bạn thấy hạnh phúc không? À, bạn gái này cũng lái xe luôn được. Wow. Đôi khi thời tiết nó cũng là những cái kỷ niệm mưa gió bão bùng hoặc là trời nóng, sống ở trên những cái chiếc xe như này đôi khi ướt át một tí, vất vả một tí, nhưng mà nó lại là những cái kỷ niệm tạo nên cho con người ta những cái cảm xúc cũng rất là thích các bạn ạ. Đó. Wow, đẹp chưa? Mình cũng rất là đam mê. Mình cũng rất là đam mê những cái dòng mobile home như thế này. Nhưng vì bây giờ là mình có con nhỏ rồi, muốn đam mê, muốn thực hiện thì thứ nhất là cũng khó vì con còn đi học này. Và lại là mình cũng phải đi làm kiếm tiền nữa. À, đam mê thì vẫn có đấy, nhưng mà phải đợi khi sau này đủ điều kiện kinh tế rồi các kiểu sẽ mình cũng sẽ cố gắng thực hiện một chiếc, không được như cái này nhưng mà cũng có thể là một chiếc nó nhỏ hơn cho 1 đến 2 người để đi du lịch hoặc là đi chơi. Wow. Đây là dòng xe giống như dòng xe gas của Nga các bạn. Wow. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ xem một cặp đôi nữa nhé. Xem các bạn ấy cũng sống ở trên xe, các bạn ấy cũng tạo ra một chiếc mobile home ở trên một chiếc xe cũ. Xem nào đây. Hello. Đó, xe các bạn bạn này thì có vẻ là đẹp hơn. Wow. Chiếc xe này thì nhỏ hơn cái chiếc xe của cặp đôi trước các bạn ạ. Nhưng mà các bạn này có trang trí xe trông có vẻ là theo style của các bạn ấy. Wow.
the color scheme with the curtains and the outside of the van to blend in together. First thing that we ever bought on our very first adventure was a patch. So we put Velcro on them and we just stick them all in here. So every place that we've been, wow. Bạn nào mà yêu thích những cái dòng mobile home như thế này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ tìm hiểu và theo dõi một số dòng xe. Sau đó các bạn có thể tìm những cái chiếc xe cũ để các bạn một là các bạn thuê những người khác người ta độ cho, hai nữa là có thể là các bạn tự độ lên. Nếu như độ theo cái cách của các bạn thì nó cũng đơn giản thôi. Làm sao mà chúng ta có thể là đủ điện, nước và đồ dụng cụ nấu ăn, nấu nướng. Nếu như các bạn cần cao cấp hơn thì các bạn bỏ ra một số tiền nhiều hơn. Còn như mình xem, có một số bạn mà tự túc thì thông thường các bạn ấy sẽ mua những cái tủ lạnh, gọi là những cái dòng tủ lạnh dùng tủ lạnh khoảng tủ lạnh di động đấy, dùng điện 12V đó, để đựng thực phẩm, có thể đựng dùng điện của khi xe nó chạy, có thể dùng trực tiếp của cái bình ắc quy đấy, hoặc có thể các bạn mua cho những cái dòng bình ắc quy di động hoặc là chạm sạc di động đấy. Có những cái chạm sạc mà bây giờ người ta có thể chạm sạc mà các bạn có thể xách tay theo ấy, nó có thể đạt đến 1,4 kW. Với một cái lượng điện như thế thì các bạn có thể sinh hoạt, thắp sáng rồi này, có thể cắm những cái nồi cơm nhỏ được, hoặc có thể dùng để sạc điện thoại, máy tính các kiểu, thì dành trong một thời gian dài. Hoặc là đa số mình thấy những cái bạn mà các bạn chế thì các bạn ấy sẽ dùng cái tấm năng lượng mặt trời, sau đó là mua một cái chạm sạc di động, sau đó là connect để cho nó từ cái chạm sạc cái tấm pin năng lượng mặt trời đấy sạc trực tiếp vào cái chạm sạc di động ấy, thì các bạn khi đi ra ngoài thì cái điện thì vô tư, các bạn có thể dùng chạy điều hòa hoặc cả chạy quạt nấu nướng các kiểu thoải mái. Chỉ có xe này nó hạn chế một cái là các bạn xe nhỏ thì nước các bạn thì vài ngày các bạn phải tiếp một lần đó. Wow. Automatic. We can actually keep our food warm, cold, yeah. Or we can make ice. So it's like a little Japanese, Japanese ice heat box. Wow. And this actually lifts up. And our engine's under there. We use a 12-volt battery, deep cell, and we have this connected to our main battery. As long as we're driving and we keep it charged, then we don't lose a whole lot of power, and then anytime we're somewhere with electricity, we'll just go ahead and hook this up and charge overnight. We keep a switch between it, so whenever we want to charge the battery, we just turn that switch to on, and it sends battery from our original van battery to the external battery, which then powers our fridge and all the lights in the back. And our pump. Những cái dòng xe này là các bạn ấy tự độ lên đây, và các bạn có thể mua những cái chạm sạc bên ngoài về nữa đây, cũng rất là thú vị đúng không các bạn? Wow. Ở Việt Nam mình thì khu gọi là khu vực khu Tây Bắc đấy, đồi núi rất là đẹp, phong cảnh rất là đẹp, và bây giờ đường xá người ta làm cũng là giải nhựa rồi cao tốc các kiểu, là đi lại rất là tiện.
Cho nên là những bạn nào mà đam mê về phượt thì các bạn có thể đi lên vùng Tây Bắc đấy, thì các bạn có thể là đi khắp Tây Bắc đấy trong vòng 1 tháng chẳng hạn, đi đến đâu ở dừng chân đến đó, vừa chơi vừa du lịch, ăn uống trên xe. Khi nào các bạn muốn cần nạp nước hay là sạc thì các bạn có thể vào trạm xăng hoặc là vào nhà dân, mình có thể xin được nước nhờ người ta sạc điện. Wow. À, nếu với một đôi bạn trẻ mà sống ở trên xe này thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu có một em bé hoặc là 2 em bé vào nữa thì cái vấn đề đấy nó lại trở nên là phức tạp hơn, bởi vì có trẻ em nữa thì yêu cầu phải rộng rãi, rồi đồ đạc mang theo phải nhiều hơn, đồ ăn đồ uống ở chỗ ngủ nó. Vì chúng ta là người lớn thì đôi khi ngủ khó chịu một chút chúng ta ngủ được, nhưng mà trẻ em mà đôi khi mà trời nóng này hay là những cái nơi khu vực mà nó có nhiều muỗi mát đấy, côn trùng thì nó rất là bất tiện. Nên là những cái dòng xe như thế này chỉ dành cho những cái bạn nào thích phiêu lưu, thích đi chơi và thích trải nghiệm đó. Mình cũng thấy ở Việt Nam mình có rất nhiều người độ xe thành những cái dòng mobile home của xe gắt của Nga đấy, nhưng mà mình chưa thấy nhiều video các bạn ấy quay trực tiếp nhiều về đời sống, cuộc sống hàng ngày ở trên xe, di chuyển hay là ăn uống. Cái đấy các bạn ấy làm video rất là ngắn, là ít, đâm ra là mình cũng chưa xem được hết. Keep in reach for the bed, the pantry. It is the best. We have lots of junk food right now, but we kind of keep our goodies over here and kind of the stuff that we use a lot right here. So I have my spices, I have my Nutella, I have my ramen, cocoa, all that good stuff. So this is my bathroom stuff. It is a caboodle. It's done me pretty well because we don't actually have any mirrors besides the mirrors in the front. So I like to open it up and use the mirror. Super awesome. Once we started realizing like our things weren't as important as our experiences, that's what the game changer when we were like, yeah, we need to go tiny. Yeah, once we had, because when we were cleaning out the apartment, we had like 3 garage sales. And we're getting rid of stuff that cost us hundreds of dollars. We're selling it for $5. And it's like, what was the point in that to begin with? Yeah. So altogether, the van actually has 12 windows total. In the top, it has 1, 2, 3, 4 sunroofs. We actually use this one here to stand inside of. It's kind of like our Wow. little pop top. This van is actually four-wheel drive, which I was really a main aspect of me buying it, because I wanted to be able to take it on some of forest roads, off-road a little bit. A lot of people make fun of us because it looks like this cute little van, and then here we are out in the mountains, 4x4, and which was really important to me because that's one of my favorite things to do. We made sure to get some locking lug nuts. Ok, hôm nay video của mình xin dừng tới đây. Vừa rồi các bạn đã xem hai cặp đôi của hai chiếc xe đúng không? Thì các bạn thích cái cặp đôi nào hơn hoặc là thích cái xe nào hơn để cho các bạn có thể là tự đi du lịch, đi di chuyển đến những cái nơi mình thích. Các bạn thích loại xe nào thì các bạn có thể bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.